Trong tháng 8 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, toàn thị trường đã tiêu thụ tổng cộng 30.846 xe ô tô các loại, tăng 2% so với tháng 7 trước đó. Đặc biệt, so với cùng kỳ năm 2021, doanh số tháng 8 tăng trưởng tới 247%. Trong khi đó, doanh số bán hàng của Mitsubishi Xpander còn nhiều hơn bộ ba Toyota Innova, Avanza Premier và Veloz Cross cộng lại ở thị trường Việt Nam, phân khúc xe đa dụng MPV 7 chỗ cỡ nhỏ đang được người dùng vô cùng yêu thích, với sự nổi lên của Mitsubishi Spander, Suzuki XL7 hay bộ ba Toyota Innova, Avanza Premier và Veloz Cross. Trong đó, Mitsubishi Spander hiện đang là vua doanh số phân khúc MPV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Theo đó, doanh số của Mitsubishi Spander đạt 2.842 chiếc bán ra trong tháng 8. Đây là doanh số kỷ lục của mẫu MPV này trong năm 2022 với bản nâng cấp mới ra mắt cách đây không lâu. Ở bên kia chiến tuyến, doanh số cộng dồn của, của bộ ba Toyota Innova, Avanza Premier, Veloz Cross trong tháng 8 chỉ đạt 2.124 xe. Mặc dù được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng việc cả ba mẫu xe của Toyota đang có doanh số thấp hơn, Spander là điều khó lòng chấp nhận được với thương hiệu Nhật Bản. Đối với Toyota Innova, mẫu xe này đang ngày thất thế trong cuộc đua doanh số dù đã từng một thời làm mưa. Làm gió ở phân khúc MVV này, sở dĩ Innova không còn được ưa chuộng là bởi mức giá quá cao từ 751 triệu cho phiên bản số sàn và lên tới cả tỷ cho bản cao nhất. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander bản cao cấp nhất giá 648 triệu vẫn rẻ hơn đến cả trăm triệu. Toyota Avanza Premier là dòng xe rẻ nhất trong bộ ba của thương hiệu Nhật Bản, chỉ từ 548 triệu, tuy nhiên mẫu xe này cũng tỏ ra kém khách. Sở hữu mức giá rẻ nên Toyota Avanza Premier có những trang bị rất cơ bản, nói cách khác là sơ sài so với mặt bằng chung phân khúc MPV. Riêng Toyota Veloz Cross, mẫu xe này đang được yêu thích với thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi an toàn. Tuy nhiên, doanh số của Toyota Veloz Cross vẫn khá kém so với đối thủ là bởi mức giá xe cao hơn khá nhiều. Hơn nữa, người dùng muốn nhận xe Toyota Veloz Cross phải bỏ ra thêm vài chục triệu mua phụ kiện nên nhiều khách hàng đã quay xe nhìn chung mitsubishi spander vẫn tỏ ra vượt trội hơn những đối thủ cùng phân khúc bởi thiết kế bắt mắt giá phù hợp với khách hàng kinh doanh dịch vụ và gia đình ở bản nâng cấp mới nhất spander còn sở hữu nhiều tiện nghi hiện đại giúp mẫu xe này tiếp tục thống trị phân khúc mpv và sẽ khó có đối thủ có thể vượt mặt trong thời gian ngắn hạn